Trong nhiều mùa giải liên tiếp ở ngoại hạng Anh, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah đã liên tục đứng trong hàng ngũ của những cá nhân xuất sắc nhất giải đấu. Đặc biệt hơn, họ cũng là những nhân tố chính trong hai tập thể thống trị của xứ sở sương mù. Chúng ta tất nhiên đang nói đến Man City và Liverpool. Đây thậm chí là hai cá nhân có phong độ ấn tượng nhất, và cách họ luôn tạo nên một mùa giải xuất sắc của riêng mình tại đội bóng chứng minh cho trình độ world class của họ. Cả hai đều xứng đáng được trả giá với 3 con số nếu họ là một thương vụ trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng cũng có một điểm chung có lẽ bạn cũng nhận ra ở hai cầu thủ này. Họ đều là những cầu thủ từng khoác áo Chelsea. Nhưng câu lạc bộ phía Tây London cuối cùng lại không thể giữ hai cầu thủ xuất sắc nhất Premier League bên cạnh họ. Kevin De Bruyne và Mohamed Salah đều rời đi cho tới khi trở lại vào phát triển mạnh mẽ trong những tập thể đối thủ của The Blue, thậm chí là đánh bại họ không ít lần. Đây là câu chuyện lý giải cho điều này. Vì sao Chelsea lại bán De Bruyne và Salah? Ai là người được cho là có lỗi khi đưa ra quyết định bán đi những cầu thủ tiềm năng như thế tại câu lạc bộ này? Trong nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt Chelsea từ năm 2013 đến năm 2015, Mourinho đã thành công trong việc đưa đội bóng tìm lại ánh hào quang với cú đúp danh hiệu quốc nội là Cúp Liên đoàn và giải ngoại hạng Anh. Nhưng rồi mọi thứ kết thúc khi đội bóng này chìm vào khủng hoảng mùa giải 2015-2016, khi Chelsea từ nhà đương kim vô địch rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu và đã đón nhận 9 thất bại, gấp 3 số trận thua của họ cả mùa trước. Mourinho vì thế cũng kết thúc nhiệm kỳ 2 khi không thể hoàn thành mùa giải thứ 3 vốn bị ám của mình. Kevin De Bruyne trước đó đã là người của Chelsea từ tháng 1 năm 2012. Anh tiếp tục thi đấu cho găng dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải. Đến mùa 2012-2013, anh bị đem cho Werder Bremen mượn và chỉ trở lại thành London vào nửa đầu mùa bóng 2013-2014 trước khi bị bán đứt cho Wolfsburg. Trong khi đó, Mohamed Salah là bản hợp đồng của Chelsea trong thời gian này. Vào tháng 1 năm 2014, Chelsea bỏ ra 11 triệu bảng mua tiền đạo người Ai Cập từ FC Basel. Tuy nhiên, việc không thể hiện được phong độ khiến Mo Salah bị đem đi cho mượn ở các câu lạc bộ tại Ý. Anh được cho Fiorentina mượn nửa mùa, tiếp theo là AS Roma mượn một mùa cùng điều khoản mua đứt ở hè 2016. Để rồi De Bruyne trở lại Premier League với tư cách bản hợp đồng đắt giá nhất Manchester City mùa hè 2015 với giá 55 triệu bảng. Còn Salah được Liverpool đưa trở lại Anh vào mùa hè 2016. 44 triệu bảng là số tiền mùa The Cop chi ra cho thương vụ này. Kể từ đó họ đã không ngừng phát triển để đạt tới vị thế hiện tại. Mourinho thường được cho là nguyên nhân số 1 cho việc không thể tận dụng hai cầu thủ này. Có rất nhiều câu chuyện xảy ra kể về việc ông có mâu thuẫn với hai cầu thủ trên. Mourinho chỉ trích Mohamed Salah. Mourinho đọc thống kê để hạ nhục Kevin De Bruyne. Mourinho mỉa mai Salah. Mourinho không hề dành sự tôn trọng Kevin De Bruyne. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những câu chuyện tương tự để kể về điều này. Nhưng để nói về sự thật thì thực sự rất ít, và nó cũng đã được kể lại bởi những nhân vật chính. John Terry khi nói về giai đoạn đó của Mourinho, cho rằng đấy là một thời điểm khá khắc nghiệt bởi họ chiến đấu mỗi tuần và không có nhiều thời gian để Chelsea thử nghiệm quá nhiều cầu thủ mới. Khi Kevin De Bruyne còn ở Chelsea, báo chí đăng tải rất nhiều về mối quan hệ của anh với Jose Mourinho. Nhưng sự thật là cầu thủ người Bỉ mới chỉ nói chuyện với Mourinho 2 lần. Khi Bruyne lần đầu trở lại Chelsea sau khi chơi tuyệt hay ở Bremen, nhiều câu lạc bộ ở Đức đã ngỏ lời với anh, trong đó có cả Dortmund, đội bóng mà Klopp đang dẫn dắt, và câu lạc bộ này đang chơi một thứ bóng đá cực kỳ tuyệt vời khi đó. Vì vậy Kevin cũng nghĩ có lẽ Chelsea sẽ để anh ra đi. Nhưng sau đó Mourinho nhắn tin với tiền vệ này một tin nhắn kiểu: "Cậu phải ở lại, tôi muốn cậu trở thành một phần của đội bóng này." Và Kevin đã đồng ý với điều đó. Mourinho cũng là nhân vật có tác động khi câu lạc bộ quyết định ký hợp đồng với Mohamed Salah. Người đặc biệt đã thúc giục đội bóng phải đưa Salah về Stamford Bridge vì ông cho rằng đây là một người sẽ trở thành cầu thủ tấn công hàng đầu cho Chelsea như Hazard và Willian. Salah khi đó là một hiện tượng tại Basel với 20 bàn thắng và 17 kiến tạo trong 2 mùa chơi tại đó. Nhưng mọi thứ sau đó với hai con người trên có sự chuyển biến lớn đã xảy ra. Trong 6 tháng ở Chelsea, sau thời gian cho mượn tại Găng và Werder Bremen, De Bruyne vẫn không thể tạo nên điều gì đặc biệt. Thực tế là anh không tạo gì cả. De Bruyne dường như không phù hợp với hệ thống của Mourinho. Và trong 9 lần ra sân, anh đều thi đấu không như ý. Cầu thủ người Bỉ khi đó không có vẻ ngoài của một cầu thủ sẵn sàng thích nghi hoặc chiến đấu để giành được vị trí của mình ở Chelsea. Một ngày tháng 12 năm 2013, Mourinho gọi Kevin De Bruyne lên văn phòng. Đó được cho là khoảnh khắc thay đổi sự nghiệp của cầu thủ này. Người đặc biệt khi ấy để sẵn tờ giấy trên bàn rồi nói: "Một pha kiến tạo, không ghi bàn, 10 lần thu hồi bóng." Kevin De Bruyne không hiểu Mourinho đang muốn nói gì. Mãi một lúc sau anh mới hiểu rằng ông thầy người Bồ đang đọc thống kê của các cầu thủ tấn công khác trong đội. Willian, Oscar, Mata có tầm 5 bàn, 10 kiến tạo hay những con số tương tự như thế. Mourinho đã chờ cầu thủ người Bỉ phản bác, và đây là những gì anh đã trả lời khi đó với một thái độ rụt rè: "Có người đã chơi 15, 20 trận thưa ngài, còn tôi chỉ đá 3 trận. Hai hoàn cảnh khác nhau phải không sếp?" Mourinho sau đó tiếp tục trò chuyện với Kevin De Bruyne về việc nên bán anh hay để anh cho mượn. Người đặc biệt tuyên bố rằng kể cả khi Mata rời đi thì Kevin vẫn chỉ là lựa chọn thứ của trong đội. Và thế là cầu thủ người Bỉ đã thành thật. Tôi cảm thấy như câu lạc bộ không thực sự muốn tôi ở đây. Tôi muốn chơi bóng đá. Tôi thà ngại bán tôi đi còn hơn. Dù cho Mourinho đã hơi thất vọng, nhưng ông đã làm đúng những gì Kevin yêu cầu. Rõ ràng là không ai có thể lấy bóng đá ra khỏi Kevin như lời anh nói. Cầu thủ người Bỉ cần được chơi bóng và có được điều mình muốn khi đến Wolfsburg. Còn với Salah, ở giai đoạn đó, Salah vẫn thi đấu như một tiền vệ cánh hơn là một tiền đạo. Nhưng cầu thủ người Ai Cập đã lạc lối ở London, lạc lối ở một thế giới mới đã có rất nhiều buổi tập luyện công khai lẫn riêng tư diễn ra để giúp cầu thủ này. Mourinho hy vọng anh có thể chơi ngày càng tốt hơn. Khi tôi ở Chelsea, tôi đã không được trao quá nhiều cơ hội ra sân. Ở đó có quá nhiều cầu thủ tấn công hàng đầu và thật khó để một cầu thủ như tôi có thể cạnh tranh được vị trí đá chính. Tôi cũng nghĩ rằng mình đã không phát huy được những gì tốt nhất khi chơi ở đó. Salah không thể chịu được áp lực từ giới truyền thông Anh Quốc. Những bức ảnh hậu trường của câu lạc bộ cho thấy anh bị cô lập và không đặc biệt thân thiết với bất kỳ ai trong đội. Nhưng vấn đề lớn nhất là Salah không xuất sắc hơn Anderson hay là Willian. Salah muốn được chơi bóng thường xuyên và không thể tiếp tục chờ đợi cơ hội ở Chelsea nữa. Mourinho buộc phải chiều theo ý tưởng đó và cuối cùng ông quyết định để Salah đến với Ý, một nơi mà huấn luyện viên này hiểu rõ. Fiorentina là một đội bóng có chiến thuật tốt, thể lực tốt và không có áp lực cạnh tranh. Một câu lạc bộ hoàn hảo cho Salah và Mourinho quyết định sẽ cho cầu thủ người Ai Cập trải qua 1,5 năm ở môi trường bóng đá này. Thêm vào đó, sự hồi sinh của Victor Moses khiến cho phán quyết về Salah của Mourinho càng trở nên dễ dàng hơn. Tính cách là một phần quan trọng mà người ta thường bỏ qua trong câu chuyện ở Salah. Anh là một cầu thủ rất trẻ khi đó, vì thế không tránh khỏi sự nhút nhát và khó hòa nhập. Chính Oscar cũng từng chia sẻ điều này khi anh là cầu thủ của đội bóng thành London. Tuy nhiên, sau 6 tháng tại Fiorentina, chính cầu thủ người Ai Cập cũng muốn tìm một bến đỗ mới ở châu Âu và Roma đã đồng ý với các điều khoản của Chelsea. The Blue nhận được 1,4 triệu bảng phí cho mượn, đó là khoản thanh toán 16 triệu bảng bắt buộc vào mùa hè tới. Chelsea sẽ có tiền, Fiorentina cũng có tiền và Roma có được một cầu thủ tài năng. Thương vụ này trở thành câu chuyện kinh doanh mà ba câu lạc bộ đều hưởng lợi. Ở thương vụ của Kevin De Bruyne, Chelsea nhận được cái giá gấp đôi với số tiền mà họ mang anh về. Ngay sau khi cầu thủ người Bỉ gia nhập Wolfsburg với giá 18 triệu bảng, Chelsea đã bổ sung Nemanja Matic và cất Zuma vào đội hình của mình. Rõ ràng việc bán De Bruyne có ý nghĩa, đặc biệt là khi kết hợp với sự ra đi của Mata thời điểm đó. Matic và Zuma có giá lần lượt là 21 triệu bảng và 12 triệu bảng. Tại thời điểm đó, mô hình kinh doanh của Chelsea thực dụng hơn nhiều. Mourinho phải bán cầu thủ thì mới mua được người mới. De Bruyne là một con tốt lý tưởng để thực hiện điều đó mà không gây bất lợi cho đội bóng. Đó là một kỳ chuyển nhượng đáng nhớ của Chelsea, một kỳ chuyển nhượng đã đưa đội hình của Mourinho đi trước các đối thủ của họ. Chelsea mang về Diego Costa và Cesc Fabregas ngay trước khi World Cup diễn ra. Lợi nhuận của Chelsea từ thương vụ De Bruyne vẫn đáng kể và nó đã được tái đầu tư để giúp mang về Premier League và Capital của cúp. Với Mohamed Salah, Chelsea thu về 15 triệu bảng và đó vẫn là một số tiền lớn khi chuyển nhượng chưa được đơn giản. Họ cũng lên ngôi ngay sau khi bán Salah. Chelsea đã mua những cầu thủ trẻ vào thời điểm mà họ có một đội bóng đẳng cấp thế giới. Những cầu thủ trẻ đó lại thi đấu ở những vị trí mà Chelsea không cần chám và không cho thấy khả năng đột phá vào đội hình chính. Cũng cần lưu ý rằng Chelsea đã mua và bán rất nhiều các cầu thủ trẻ trong hơn 2 thập kỷ qua và hầu như không ai trong số họ được đánh giá quá cao. Đó là một thói quen của câu lạc bộ này. Abramovich khiến việc phát triển cầu thủ trẻ trở nên khó khăn vì gây sức ép lớn lên các huấn luyện viên. Khi Mourinho được hỏi về Salah, ông nói rằng việc mọi người đổ cho ông chuyện Salah rời khỏi câu lạc bộ là sai, bởi lẽ ông chỉ muốn cho mượn chứ chưa bao giờ muốn bán cầu thủ người Ai Cập. Còn với Conte, nhà vô địch ngoại hạng Anh 2016-2017 cũng cho biết rằng Salah chỉ biến đổi khi được chơi bóng ở Ý. Kể cả cho Chelsea không bán Kevin De Bruyne và Mohamed Salah thì họ cũng chưa chắc đã giữ được những cầu thủ xuất sắc như hiện tại. Chính De Bruyne đã thừa nhận rằng 10 năm trong bóng đá tương đương với cả cuộc đời. Khoảng cách giữa những cầu thủ giỏi và cầu thủ hàng đầu cũng từ đó mà hiện hành.